Em Thùy xin chào toàn thể các bác đang theo dõi video của phiên ngày hôm nay là ngày 27 tháng 12 các bác nhé. Hôm nay em tiếp tục về một cái mã đen do xuân hàng Tết rất là đẹp luôn các bác ạ. Nhà mình có hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462. Hôm nay em vừa về được một cái lô mới. Cái lô này thì nó sẽ có những cây nó rất là vừa tiền để cho các bác nhà mình sưu tầm. Đấy là sẽ có cả loại cao và loại thấp hơn một chút. Đây em để cái video này để cho bác nhà mình cùng so sánh nhá. Cái loại to dài như thế này thì nó cũng sẽ là dòng 2 thân với giá là 225.000 trên một gốc 2 thân như thế này. Và bác nào mua từ 3 gốc em sẽ miễn cước các bác nhá. Dòng này mùi nụ nó rất là vừa. Em khi mà đóng hàng thì tùy theo cái khu vực của bác nhà mình ở xa hay là ở gần thì em sẽ chọn cái nụ của nó vừa tầm ạ. Tiếp theo thì đây là cái loại nó ngắn hơn một chút. Nó giá của nó sẽ bình dân hơn là với giá là 180.000 cho em cho một gốc như thế này các bác nhé, 180. Đây cái loại này các bác nhìn ở trên này thì nhà mình sẽ so sánh được là vì sao mà giá nó hơn nhau như thế. Đây, còn cái mặt bông của nó thì giống nhau như thế này vì là Tết thì em chỉ muốn mang đến các bác nhà mình những cái màu hoa nó rực rỡ như thế này các bác nhé. Và nụ của nó đang rất là vừa tầm để gửi đi xa đi gần các bác ạ. Đây, cái cây dài thì là 225, còn cây ngắn thì là 180 các bác nhá. Cây ngắn nào. Cây dài thì em bán là 220 đi, không 25 nữa các bác nhá, 220. Và cây ngắn thì là 180 các bác nhá. Em còn một ít thôi, hầu như là cây dài và cây ngắn đều là màu hoa rất là đẹp và cực kỳ là nhiều nụ như thế này. Các bác yên tâm nhé, là hàng 10 cây đều như 10 cả các bác ạ. Nên là khi mà nhà mình lựa chọn những cái cây nào thì em sẽ gửi cây, đảm bảo các bác nhà mình đến nhận hàng là các bác sẽ ưng. Đấy. Tiếp theo thì em còn một ít cái hồ điệp thôi, hồ điệp thanh lý nốt cả nhà mình nhá. Hồ điệp em sẽ lên cái màu trắng tuyết cho bác nhà mình đây. Trắng tuyết của em là cây bông to lắm, mà bông của nó gọi là bông vừa to mà nó khoe bông dã man luôn các bác ạ. Đây hàng này nó là hàng phân cành như thế này nhá, trắng tuyết phân cành. Cái loại này hôm nay em chỉ xả luôn các bác nhà mình là 280.000 cho 3 cốc. Bình thường em đang bán là 290 đấy ạ. Vì cái hồ điệp này nó không có lời, nên đúng thật là em mà bớt 10.000 là nó cũng đã không được bao nhiêu rồi. Hôm nay là cái giá sale các bác nhá. Đây 3 cây như thế này em sẽ để cho cả nhà mình với giá đó là bao nhiêu ạ? 280.000 cho em ạ. Và tiền cước của nhà mình đấy là 35.000 các bác nhá. 35.000 trên một đơn hàng như thế này. Cái loại này thì nó đang còn nở rất là lâu, nên là khi mà em gửi thì các bác yên tâm nhé. Trắng tuyết em còn được một ít thôi. Tiếp theo bên này em còn đấy là hồng má đào. Cái hồng má đào này thì nó được cả là về thân đến hoa các bác ạ. Đây này, cái dòng hồng má đào thì cây của nó không phân nhánh, nhưng mà đổi lại nhé, nó là cái dòng hàng vườn. Em đấy là hàng vườn chứ không phải là hàng Trung Quốc, nên các bác yên tâm. Các bác nhìn cái lá, từ cái lá của nó rất là đẹp luôn. Nên là khi mà nhà mình lấy về các bác chơi xong, các bác trồng lại thuần sống 100% các bác nhé. Dòng này là hồng má đào. Hồng má đào hôm nay cũng sale nốt luôn cho bác nhà mình là 290. 290 nhá, vì cái má đào này nó lấy nó cao tiền quá các bác ạ. Nên là em chỉ sale được rẻ được hơn còn 5.000 thôi. Hôm qua là bán 295, hôm nay là bán 290. Ok chưa? Cho 3 gốc ạ. Lấy 3 gốc cho bác nhà mình xem chứ. Đây cô 3 gốc như thế này. Nó đẹp từ hoa đến lá luôn cả nhà mình ơi, nó đẹp lắm. Từ hoa đến lá của nó, lá thì là xanh tươi, hoa thì bông sáng màu rất là đẹp luôn nhá. Đây là 290 này. Các bác thường thường lấy cho em từ 3 cốc trở lên là nhà mình đã có những cái giò lan nó quá là đẹp rồi các bác ạ. Hoặc là nhà mình có thể là mix màu. Tiếp theo bên này là em cái dòng hồng chốt phân nhánh. Hồng chốt phân nhánh em còn được 4 cây nhá. Còn 4 cây. Cái con này thì nó được cái là như thế này, nó phân nhánh đấy nhưng mà nó không có bị hỏng nụ rồi. Chung quy là các bác vẫn cứ về các bác nhà mình sưu tầm được hoa nhá. Đây, một cây này em còn lên 4 cây cho các bác nhà mình biết luôn nhá. Đây, cây này nó bị gãy một ngầu. Để cho các bác nhà mình bán nốt combo 4 cây. Cây này thì cái lá của nó hơi bị hỏng một tí nhưng mà phân gồng thì ok nhá. Phân gồng thì là ok. Các bác kể cả bác ghép lên không ai biết được đâu mà. Đây con này nữa. Như thế này, combo cho em là 4 cây hồng chớp, một đơn cuối cùng của cái mã hồng chớp này. Sell nốt cho các bác nhà mình 4 cây là 350.000 nhá. 350.000 4 cây. Đây là cái giá gọi là giá gốc luôn rồi các bác ạ.
Chứ mà bình thường em bán là 320.000 cho 3 cây thôi nhá. Hôm nay là 350 4 cây luôn. Các bác nào chưa có cái mã hồng chớp này thì nhà mình nhanh tay sưu tầm này. Còn một mã duy nhất nhá. Tiếp theo em còn được mấy nhà? 2 4 6 chậu. Sato vàng chanh hàng loại A cộng cũng sẽ lên thanh lý nốt luôn cho các bác nhà mình luôn. Lên cho em cái mã đầu tiên cho em nhá. Cái mã này là Sato đơn số 1 cho em ạ. À. Rất là nhiều ngồng. Để đứng à. Đây này các bác từ từ chờ tí nhá. Mã số 1 của Sato với giá là 380.000 cho em ạ. À. Con này các bác đang có. Ngồng này quá đẹp. Mình làm cho em cái thế rủ như thế này. Đấy, nhà mình bỏ vào cái ban thần tài hoặc là các bác để to lên bàn thì nó rất là to nó và cực kỳ đẹp luôn. To quá, quá to. Ờ, đây là cái chậu, gọi là cái chậu nó ngồng của nó thấp nhất và nó xấu nhất trong lô thì em mới để ra để em trưng các bác nhá. Còn cái loại đẹp thì em đã bán cho bác nhà mình rồi. Nên là cái chậu xấu mà em rủ xuống nó đẹp như thế này thì các bác tưởng tượng là những cái chậu các bác mua nó đẹp gấp mấy lần so với cái chậu của em cơ. Đấy. Nhưng mà bọn em đóng hàng đi thì thường thường bọn em phải để đứng như thế này thì mới đóng được. Mã số 1 nhá, 380. Và riêng ngày hôm nay các bác nào lấy từ 2 chậu, tức là 2 chậu như thế này, em sẽ bao cước luôn cho cả nhà mình. Ok chưa ạ? Các bác lấy một chậu thì em không bao được. Đấy. Mã số 1 380. Mã số 2 cũng là 380 luôn. Riêng cái dòng này nó nở hoa rất là bền. Còn vài ngày nữa là đến Tết Dương lịch thôi. Các bác nhà mình hãy nhanh tay để siêu tầm cho em 1 đến 2 chậu để các bác nhà mình trưng Tết Dương lịch cho nó đẹp các bác nhá. Mã số 2 380. Mã số 3. Mã số 3 đây ạ. Con này cũng để cho bác nhà mình là 380.000 luôn. Con này thì nó đang từ từ nó có cả nụ và cả hoa luôn đấy các bác. Mã số 3 380. Mã số 4 380, con này lá rất là ít nhưng mà khoe nụ dã man luôn. Mã số 4 380. Mã số 5 380. Lưu ý cho em đây là Sato vàng chanh hàng loại A cộng nhé, tức là nó là hàng loại 1 nên là các bác nhà mình yên tâm nhé. Mã số 6 380. Ui dù con này nở to như nắm tay luôn, sợ thật đấy. Rồi. Dã man luôn các bác ạ. Tầm 20 15 ngày nó mới nở được. Loại đó như loại này. Cái loại này nó nở từ từ các bác nhá. Nên các bác nhà mình khi mà mua những cái bông nó nở như này các bác về các bác ngắm luôn này, heo bông to dã man luôn. Đang còn 4 vòng chưa nở mới nở. Mã số 6 380 và riêng hôm nay các bác mua càng nhiều thì là em sẽ càng ưu đãi các bác nhá, vì em còn một ít hàng thôi. Lần này em bán nốt cái lô này để em đi lấy một cái chuyến hàng mới về phục vụ các bác nhà mình Tết âm lịch. Ok chưa ạ? Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. Cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết cái video. Nhà mình xem video cho em xin một lượt đăng ký kênh các bác nhé.